máy Akai GXF90, dòng F90, 91 và 93 cho rất là ngon. Mình rất ấn tượng những dòng này bởi vì nó thiết kế cái đầu từ của nó là đầu từ GX, sau này vẫn phát triển lên. Những cái con này chơi vẫn, mình cũng thích chơi hơn lại mấy con như là 730, 740, 750 hoặc 760, những đời đó đời cổ. Nó là mặt thiết kế của nó mình không thích lắm, với lại cơ nó làm rất là phức tạp. Còn cái dòng này nó làm đơn giản, con này tới hai bo mạch, bo mạch dưới đây. Nói chung là con này làm kỹ lắm, làm là ngon. Này chơi thì ngon, này dùng một cơ direct driver luôn, đây, motor tăng này, một cái motor kéo riêu. Con này thì nó dùng cái, nó không dùng double cutting thì nó dùng cái bánh ép này, nó dùng cái bánh xóa này, dùng xóa để ép cái sợi băng á, cho nên là nó giống như double cutting vậy thôi, nó căng sợi băng ra áp sát thành đầu từ. Đây là một cái những cái phát minh của Akai với lại những cái dòng của Tiết nó hay làm, mặt cơ là ngon. Này thì băng hay lắm, cái chế độ băng nha, để chế độ băng nha, chế độ băng L LN là loại băng LN, cũng băng thay một thôi, băng nọc man thôi, nhưng mà LH là những cái băng thông dụng mình hay xài, còn băng chưa băng mới tan. Ok, đổ đổ mối ăn chờ. Trước khi chúng ta ghi băng thử, con này ghi băng rất là ấn tượng, rất hay, nói hay luôn chứ không còn phải ấn tượng đâu. Nó ghi băng rất là đẹp, cho những khác phát với nó ba từ mà con này ghi vào cái chất lượng ghi băng là rất là tốt. Thử đoạn nữa nhé, trước khi ghi băng chúng ta hãy lấy bài calibration thức thì chúng ta bấm red play, xong chúng ta nhấn kho tool này cái này nha, chúng ta vặn cái này lên để mà chúng ta để quay xuống, xong nó vặn lên mình cho tới điểm số 0 đi. Rồi cái này quay vặn tới điểm số 0 rồi nhá, thì cái đèn này là chúng ta trả qua test tép nó đạt số 0 mà được, tại vì chúng ta chỉnh làm sao hai cái nút này thì là tép nha, tép mới chỉnh được nha, còn số không chỉnh được đâu. Đấy, chúng ta chỉnh lên cho nó đều đều như cái vị trí nãy là được rồi. Ok, chúng ta ghi bằng thế nào, ok ghi đoạn nha. Trước khi ghi bằng thì chúng ta sẽ trả cái này về lại chứ không là nó vỡ tiếng. Nhả cái tuần này ra nhé, nhả cái tuần này ra. Ok, mở con bảng thôi, hay lắm. Ghi cái đèn công ty số 0 là được rồi. Nhà nàng qua đò ngang, có bên sông ngập ngang, có cây đa dựng che. Máy còn đẹp lắm, thích cái cơ bắp ở trong ruột nó đã. Một ngày kia làng tôi đang sống đời yên, dập tràn qua sông khói lửa mù. Thiết kế ngủ rất kỹ nên độ tĩnh lặng cao lắm. Đôi gian khổ ngập chiến trường, tình lạnh kia mỗi nhớ người mình. Hành quân về xóm nhỏ hoa vừa mới nở, thượng hoa sen lúc xưa buồn răng kín chiều mưa. Hay quá, tu là thử thế nào. Con này là ba từ vừa ghi vừa phát luôn rồi nhé.
Nhưng mình chỉ mở lại cho anh em biết những người nào họ ít dùng ba từ á, để tua lại để nghe thử thôi. Người anh em mà xài ba từ quen thì đã biết nó ghi phát luôn rồi. Nhà làng bên kia sông có chúng sinh đầu ngõ, có ao sinh trồng sen trắng sen hồng. Nhà tôi bên này sông gần trường học hai đứa, sớm chiều nàng đi về tôi đón đưa. Nhà nàng qua đò ngang có bên sông ngập nắng, có cây đa dựng che mắt vai nàng. Một ngày kia làng tôi đã ghi quá tốt, video khác phát hay lắm, mình thử rồi. Đây mình làm việc nó rõ ràng chứ. Ông nói bằng mồm đâu đâu. Buồn vui có nhau để ngàn câu thương nhau. Đấng về and I will not be sleeping tonight. I pray to that unseen star, no matter where you are, you're gonna be sao vậy, làm thế nào? Cái nắp của nó này đẹp lắm, nắp đẹp lắm. Ok, xin cảm ơn. Khỏe thôi.